Và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này mình sẽ đưa các bạn tham quan đại công trường nút giao An Phú. Nút giao An Phú là dự án trọng điểm cấp bách ở cửa ngõ phía đông của thành phố. Đại công trường trải dài hơn 1 km, bao gồm nhiều hạng mục khác nhau như hầm chui, cầu vượt cạn, cầu vượt sông. Khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ là nút giao 3 tầng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công tại khu vực nút giao An Phú. Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực tế để có phương án tổ chức giao thông tối ưu, khoa học, phù hợp từng giai đoạn cụ thể, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ ùn tắc tại khu vực. Bên cạnh đó, ban này sẽ nghiên cứu điều chỉnh biện pháp thi công hạng mục hầm và cầu vượt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm thời gian chiếm dụng mặt đường và đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Cầu dòng ông Tố như hình ảnh quý vị đang xem thì đã được hợp long, dự kiến hoàn thành tháng 9 tới đây. Các trụ cầu vượt từ Mai Chí Thọ rẽ trái vào Đồng Văn Cống cũng đang được thi công cốt thép, ván khuôn. Hầm chui trên đường Mai Chí Thọ đoạn giao với Đồng Văn Cống cũng đang được thi công và có tiến độ rất tích cực. An Phú là nút giao thông quan trọng và lớn nhất Sài Gòn, được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Nút giao được xây dựng với quy mô 3 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Hiện chủ đầu tư đang đẩy tiến độ đồng loạt 8 gói thầu. Năm 2024 dự kiến hoàn thành 3 gói thầu là cầu Bà Giạt cuối tháng 6, cầu Dòng Ông Tố tháng 9 và hầm HC1 giúp giảm áp lực giao thông tại khu vực.
Hầm chui từ Mai Chí Thọ rẽ phải vào cao tốc cũng đã được thi công hai đầu hầm, còn đoạn hầm kính chưa được thi công. Cầu Bà Giạt đang được đổ đá, thi công mố cầu, đoạn tiếp giáp với cao tốc đã và đang được trải đá. Như hình ảnh trên video, các trụ cầu vượt đã nhô lên là một tín hiệu tích cực cho khu vực này sau nhiều tháng bất động. Song song với việc thi công nút giao An Phú, Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất mở rộng đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây từ 4 làn xe lên 8 làn xe hoặc 10 làn xe để đồng bộ với nút giao, giải quyết kẹt xe ở khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!